Tử vi tuổi Ất Mão 1975 tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, việc hiểu được thời vận cát hung đối với mỗi người là rất quan trọng. Nó có thể giúp con người giảm thiểu rủi ro, bất lợi, thất bại, khổ đau, chủ động nắm lấy cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn, thu được thành quả tốt đẹp hơn. Bởi vậy, từ xưa tới nay, việc dự đoán tử vi vận khí các năm luôn được nhiều người quan tâm và tìm hiểu. Vậy làm cách nào để những gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 biến hung thành cát, nắm bắt cơ hội đón tài lộc hiệu quả nhất trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021? Hãy cùng lắng nghe lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu trong video ngay sau đây. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch, tức ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão lục hợp tuất, tam hợp mùi và hợi thành mộc cục, xung dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ, tuyệt thân. Đối với những người tuổi Ất Mão, trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 2 năm 2021, tức ngày 14 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Tân Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 2 năm 2021, tức ngày 26 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Quý Dậu. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 2 năm 2021, tức ngày 7 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Ất Dậu. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Ất Mão trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 2 năm 2021, tức ngày 15 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 2 năm 2021, tức ngày 27 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Sắc Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Họa. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 2 năm 2021, tức ngày 8 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Bình Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại,
hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Ất Mão 1975 trong tháng 2 âm lịch. Người tuổi Ất Mão 1975 mệnh đại khí thủy, tính cách ôn hòa, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khả năng phát huy được bản thân ở mức cao nhất. Khuyết điểm của họ là thiếu nguyên tắc, sẽ chịu ảnh hưởng bởi người khác. Họ tâm niệm mọi chuyện tùy duyên, cũng chính vì lý do này mà họ thường có cái nhìn khá bi quan và thụ động, thích ổn định an nhàn, theo đuổi sự sung sướng, hạnh phúc. Họ làm việc không cố gắng hết mình, hiếm khi tạo áp lực cho bản thân, hết trách nhiệm là không để ý đến nữa. Chuyện tính cách là nguyên nhân chính ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của người tuổi Ất Mão. Khi tinh thần sa sút thì họ khó tập trung vào công việc, đặc biệt là những công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp và chính xác thì càng có khả năng mắc sai lầm. Cho nên bản mệnh cần điều chỉnh cảm xúc của bản thân, khống chế mình, không được để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc quá nhiều. Dự báo trong tháng 2 âm lịch này, công việc không phải lúc nào cũng được như mong đợi, nhất là những ai mới nhận nhiệm vụ sẽ dễ để xảy ra sai sót thường xuyên. Về khía cạnh tài chính của con giáp tuổi Ất Mão trong tháng này khá ổn định, nhất là trong những thời điểm bạn vượt khó khăn khẳng định được vị trí của mình thì rất dễ nhận được thưởng. Tân âm kim gặp mão âm mộc là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Mão nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình, để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo và giúp con đường công danh, tài lộc, thêm phần hanh thông, rộng mở, thì những người tuổi Ất Mão cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế để hộ thân, nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, còn sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Ất Mão. Tử vi tháng 2 âm lịch của tuổi Ất Mão cho thấy sự nghiệp của bản mệnh trong tháng vẫn chưa có được sự khởi sắc hay đi lên. Tháng này có thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, cho nên bạn cần tập trung vào các công việc nhỏ nhưng chất lượng, không nên tham lam, ôm đồm nhiều việc. Tuy vậy, nếu như gia chủ tuổi Ất Mão không muốn bao nhiêu công sức của mình phấn đấu trước đó bị đổ xong, đổ bể, thì phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Đừng để bản thân cứ mãi chờ dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải phần hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Ất Mão nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong công việc một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Ất Mão. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Ất Mão nếu không biết cân đong, đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách, thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Cho nên bản mệnh cần phải biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì sẽ xảy đến với mình. Ngoài ra, những người làm công ăn lương cần cẩn thận hơn công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Còn với những người làm đầu tư, kinh doanh thì bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Ất Mão nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo.
Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và xà đạo của tuổi Ất Mão. Theo tử vi 2021, tháng 2 âm lịch này, chuyện tình cảm của người tuổi Ất Mão bình thường không khởi sắc nhưng cũng không quá ảm đạm. Bạn vốn là người có cá tính mạnh và sống rất đơn thuần. Bạn là kiểu người thích hành động hơn lời nói và thường làm những gì mình cho là đúng. Trong tình yêu, bạn là kiểu người hơi bất cần và liều nên khiến đối phương phải tò mò tìm hiểu về bạn. Ngoài ra trong tháng, do bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc, dù bạn có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Ất Mão sẽ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Đối với những người đã có gia đình thì tử vi còn cho biết sẽ có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình bạn. Bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên trong tình huống này, bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, bạn nên dành nhiều thời gian hơn để tâm sự, chia sẻ với người đó để giải quyết các mâu thuẫn và những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Để tăng cường vận khí và giúp con đường tình duyên của mình được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Ất Mão nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Về sức khỏe, người tuổi Ất Mão may mắn không gặp các bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, do phải suy nghĩ quá nhiều mà tinh thần mệt mỏi, sẽ bị đau đầu và mất tập trung trong tháng 2 âm lịch. Tử vi tháng này cho rằng tháng 2 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Ất Mão không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Không những vậy, khi làm việc, bạn không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện. Ngoài ra, để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Ất Mão cần mang bên mình vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi của kênh Phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh Phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải chi tiết vận trình của tuổi Ất Mão trong tháng 2 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ những quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Ất Mão trong tháng 2 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.